chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Lạnh rái với cái chiếc Vero 110 2.9, độ theo phong cách clip của một cái chàng trai trẻ Hà Nội. Cái chiếc clip 110, độ theo phong cách clip 110 bên dưới đây thuộc một biker đến từ Hà Nội. Chiếc xe dường như được lột xác để hoàn toàn khi được nâng cấp hàng tá phụ tùng đồ chơi rất tùy từ cái này khác nhau, được quy tụ lại vô cùng hợp lý trên cái bản đồ của cái chiếc Vero 110 trở nên đẹp lạ hơn rất nhiều. Khoác trên mình full cái dàn áo xanh xi măng, đây là một cái tông màu đặc biệt của phiên bản clip 110 của làng. Sau khi được ra mắt đã được nhiều anh chơi xe hiện nay là yêu thích. Tuy nó không quá lung linh nhưng lạ mắt đối với những tay chơi xe trong nước. Thiết kế lên toàn bộ phần dàn đầu phong cách riêng với cái điểm nhấn là cặp cụm công tắc Domino ở hai bên, kết hợp cùng với cụm keo tăng đèn hay dây ga cho phép người dùng cút gắn hành trình để chuyến xe được bay nhanh hơn. Phần đồng hồ hiển thị minh là cái bảng màu theo sở thích từ người chủ. Giữa tay lái là cây trợ lực Matrix kẹp sườn dùng để chống xà lắc phần đầu xe dòng cao. Cận cảnh thiết kế cái cụm frame Mobidis bên phải, người chủ đã đậu lên cái tay của CNC Carbon, cùng với đó là bình dầu Rizoma hình quả trứng để làm cái ổ chí dầu phụ. Và cái càng làm cho cái bộ cụm thắng này được tăng thêm giá trị trong bắt mắt những dân chơi xe. Bên tay trái là cụm con CNC kết hợp cùng với tay thắng Carbon để thay để người chủ kiểm soát cái phần đùm phía sau. Bao tay Uno cam và cụ chung Carbon cũng góp phần tạo điểm nhấn trong cái bản đồ này. Nhìn xuống cái dàn chân ta thấy cái sự quen thuộc, cái dòng Gaffer được bấm cách dầu CNC kết nối và heo dầu Grand Mobilis Nickel 2 bít tách xứng. Phần dây dầu cũng được thiết kế sao cho gọn gàng, lung linh nhất có thể mà không làm che đi cái dòng chữ hiệu được gia công tinh xảo trên cái heo dầu. Cũng như những mẫu Vero clip mà mình đã nói trước đây, người chủ đã hạ phục xin xuống và trang bị cái bằng phục Hollin bình dầu nằm ở trên để tăng thêm cái tính thẩm mỹ và khả năng giảm sốc cho chiếc xe. Kết hợp cùng với hơi thở carbon anodic làm một cái điểm nhấn ấn tượng về mặt âm thanh cho cái chiếc xe trên lên cái lớn. Vario 110 nâng cấp cái khẩu thần công 4 ROS cùng với dàn đồ chơi đắt ra miếng. Sở hưởng chung thiết kế với cái chiếc Honda Dit 105, nhưng cái chiếc Vario từ Indo có tới 2 bản 125, 110 đem cho người dùng nhiều cái lựa chọn hơn. Một mẫu xe tay ga tầm trung nhưng được nhập khẩu nguyên chiếc nên hai mẫu xe này được đổi giá lên vô cùng cao. Vẫn giữ trên mình cái tông màu xanh mực nhám cá tính kết hợp cùng với sự tinh tế từ người chủ, còn được hiện qua việc trang trí những đồ chơi phối màu cũng rất là tuyệt vời, làm cho chiếc xe không chỉ đẹp mà cái dàn chân vô cùng bắt mắt. Cái mặt đồng hồ hiển thị những chức năng thương hiệu từ Kosho, sản phẩm được thiết kế dành cho những chiếc clip Vario sử dụng và không cần chế cháo một cái thứ gì hết. Hiển thị đa dạng chức năng dưới dạng là LCD 100% mà đồng hồ theo xe không có được. Hiện nay trên trường sản phẩm này được bán mức giá tầm khoảng 5 triệu đồng. Nhìn xuống dàn chân ta thấy logo Rainbow được khắc nổi trên con heo dầu 2 bit đối xứng của xe, kết hợp cùng heo dầu đồ chơi. Ở dụng cho mình đĩa Gaffer Katem thay thế cho cái đĩa Nissin của xe. Nhưng vì hai món đồ chơi này dành riêng cho cái dòng phân khối lớn, vì vậy người chủ đã bỏ ra một khoản tiền nhỏ nhỏ nữa để trả CNC thêm một bộ phát như thất lòng mới để đặt được cho cái chiếc Vero này. Cái độ chịu chi từ người chủ còn hiện qua cái bộ khuôn ốc rô ti nằm gọn gàng trên đốc máy, cũng như cái nắp che lọc gió trong suốt của xe. Ước tính nhẹ nhàng này thôi cũng phải khiến tiêu tốn hơn vài triệu đồng. Trang bị hệ thống phục Hollin tích hợp bình dầu rời nằm bên dưới, có cái tổng chiều cao phục là 328mm, cao hơn khoảng nhiều so với phục xin của xe, giúp người dùng cảm nhận cái độ êm ái của phục như một cái tấm niệm cao cấp, giúp cải thiện tình trạng sẵn tắc phần đuôi xe. Nhờ vào công nghệ Face CNC hiện nay, người chơi có thể có cơ hội tiếp xúc nhiều với những món được làm bằng hợp kim là siêu cứng siêu bền này. Điển hình là bản độ có cái kết hợp với ốp chai cái nước được làm bằng cái liệu CNC phay góc cạnh siêu đẹp, ấn định cho cái dàn ống xả độ thêm chút ngầu cái bộ 4 ROS đời là 2019. Khẩu súng này được ngừng sản xuất rất lâu nên hiện nay giá sang tay lẫn nhau còn mới khoảng từ 7 đến 9 triệu đồng. Em ấy đang khoe dáng cùng với những bạn song sinh khác. Và đây
làm cấp ảnh tổng thể của chiếc xe và món đồ chơi động rất dễ thương từng chủ. Cảm ơn các bạn đã giải đáp này để trực tiếp nhớ like, subscribe.